Một thông tin đáng chú ý khác cho rằng việc đưa thông tin cầu Phú Mỹ bị nứt sắp sập là gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong xã hội và ảnh hưởng đến uy tín của thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu công an điều tra xử lý. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân, cầu Phú Mỹ là một trong những công trình giao thông trọng điểm của thành phố, được Hội đồng nghiệm thu nhà nước kiểm tra và đưa vào khai thác đúng quy định. Việc đưa thông tin không chính xác, sai sự thật về chất lượng công trình đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong xã hội và ảnh hưởng đến uy tín của thành phố. Vì vậy, ông Quân yêu cầu thủ trưởng các sở ngành phải rút kinh nghiệm, phản ứng nhanh và có ý kiến phản bác những thông tin không chính xác đối với những trường hợp tương tự xảy ra. Đồng thời giao công an thành phố theo dõi thông tin trên Internet, xác minh rõ nguồn gốc, động cơ của việc đưa thông tin và hình ảnh sai lệch về chất lượng công trình cầu Phú Mỹ để có hình thức xử lý theo quy định.